Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh trên khung cảnh một công trình có chiếc máy trộn bê tông này, một người thợ đang xây. Hãy cùng tô với mình nhé.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã tô xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tô màu lần sau. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.